khách du lịch quá cả mình. Rồi chia tay, đoàn tàu lăn bánh rơi biến. Nay cho mọi người đi tham quan một dòng tàu. Máy bay em đi đây anh ơi, anh ở lại vui vẻ nha. Hay là mọi người chia sẻ livestream đi. Nam đi đâu Nam sẽ quay cho mọi người cùng xem những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Đó. Thả tim chia sẻ cho mọi người cùng xem mọi người ơi. Đó. Giờ lên khoang tàu cho mọi người cùng xem nha. Để cho anh ta chụp hình xong đi rồi mình lên. Đó. Anh ơi em đi đây. Này mấy khoang tàu là nhìn nào, trong đây nó có buôn bán nữa thôi. Hàn Quốc, Trung Quốc thì ra đi du lịch quá trời nữa thấy không? Đó. Ga tàu Đà Lạt nè thấy không? Mọi người ơi nhắn theo dõi để được xem được nhiều video nữa nha mọi người. Đó. Tàu chuẩn bị chạy rồi bà con ơi, nhanh tay lẹ chân. Thả tim like chia sẻ mọi người ơi, đó. Mình đó đã chụp hình bá đạo không, đúng rồi, thả tim chia sẻ mọi người ơi đó. Đây chiếc tàu bên đây là buổi tối có chạy nè nha mọi người, giờ người ta đóng cửa rồi, chắc tối người ta mới cho chạy. Giờ mình đi tiếp bên đây. Đó, bên đây là bán quà lưu niệm mà cà phê nè, thấy không? Nên khách du lịch cũng đi tham quan quá trời nhiều luôn nè, thấy không? Đó, mấy khoang trên tàu vậy là mọi người đó. Đó có ghế ngồi nè. Đi vòng vòng tham quan Đà Lạt á, đó, vậy đó, cái ghế vậy đó. Đó, mấy cái ghế ngồi nè, thấy không? Cảm ơn bạn đã follow. Mọi người đăng ký theo dõi để mình đi đâu mình la, mình quay cho mọi người xem. Này ở Đà Lạt nha bạn ơi. Đó, nguyên hàng dài luôn nè. Này buổi tối chạy ra xe lửa này chạy vòng vòng Đà Lạt nè mọi người. Cho người ta đi tham quan đó. Đó, thấy giờ chồng đó không? Quá trời. Cái này là đầu con tàu. Đường sắt Sài Gòn nữa không? Đó, người ta cũng đi tham quan qua bên đó nè. Cái này là đầu tàu nữa không? Bên này là mấy chiếc xe lửa cũ người ta để cho chụp hình thôi mọi người. Đó. Để lên cho mọi người cùng xem nha. Coi coi. Lên này coi. Có gì? Ô, ta để đồ thôi chứ không có làm gì hết trơn. Còn bên kia là chiếc ga kìa. Bên kế bên tay phải mình có quán cà phê luôn nha mọi người. Latika, ta vô ta ngồi uống cà phê luôn nè. Ở trong ga xe lửa. Uống cà phê đợi xe lửa đi. Chạy. Còn chiếc này là chiếc đường sắt. Đường sắt này chắc chở hàng hóa quá mọi người ơi. Đó, có anh Tây dễ thương kìa. Đó, lên luôn chị ơi. Tao chạy rồi chị ơi.
dễ thương không? Đó, cái mũi tàu này thấy không? Cái người ta đi tham quan này thấy không? Trong này bán cà phê. Nó có bán quà lưu niệm đến nè, thấy không? Có một khúc dài vậy thôi. Đó, bán quà lưu niệm dưới đây nè. Cảm ơn mọi người. Đó, người ta chụp hình rồi, thấy không? Đó. Có mang quà lưu niệm mấy chiếc tàu đúng không? Đường sắt răng cưa đó, thấy con tàu đường sắt răng cưa chưa? Này là đầu tàu nè. Em đi quay. Giờ tới chị Tiền phải không? Này là dĩa chanh nè. Ông này bắp ông Hàn Quốc nè. Ơ nè, toàn giống nè nghe. Toàn giống đó. Toàn là giống nè. Anh Thảo thì hơi trẻ hơn chút thôi. Đây là dĩa chanh. Toàn giống. À, chắc không có đeo kiến á. Thường anh đeo kiến khác nữa. Không giống. Nhưng mà toàn giống nha. Toàn nhìn thấy giống giống. À, tại có hầm râu. Đây là dĩa chanh nha thật. Đó. Đang dĩa chanh nè mọi người. Chị Tiền cười hoài kìa. Chị cứ ngồi yên đi. Đây là dĩa chanh nghệ thuật nè. Dĩa chanh vô trong bức gỗ. Nghệ nhân dĩa chanh. Ngay khu bên này nữa nè. Khu đó là ra tàu. Ra đi thăm quan tàu. Chị Hai ơi, tàu chạy kìa, đi đi chị Hai ơi. Đây. Bến tàu. Ga tàu Đà Lạt. Hello, hello mọi người. Ở bên kia nó có vòi nước nữa chị Hai. Đây là đầu tàu hay cuối tàu cũng biết nữa. Nó đây nó đường sắt rồi làm vậy đó. Đó, đường sắt nha. Đà Lạt hôm nay trời thời tiết rất là đẹp luôn. Nắng đi chụp hình là rất là tuyệt vời. Như ông mặt trời đó.
đường sắt này, đường tàu này. Anh đi lên đi. Bên đó có bán quà lưu niệm nữa nha. Bán nón, bán giải, túi sách nè, không? Quá trời luôn. Này có bán nón nha trời. Mà không biết cái nón này cái nhiêu ta. Trời ơi, đợi thì cũng giống như thế. Này chắc là 100 ngàn. Đẹp chứ bộ. Đợi giống mấy người bên Thượng Hải. Có nón cầm bòi nữa nè. Đà Lạt Plateau Ren Rodin. Giờ tiếp tục coi vẽ tranh nha mọi người. Ở ngay tại vẽ tranh ngay tại ga xe lửa Đà Lạt luôn. Mua cà phê uống không? Nè. Mua cà phê uống không? Ở đây cho nó có, ở bên đây có nó nè. Đi vô đi. Em nó có tiền. Đi đi vô đi. Vô lựa đây nè, ở đây nè. Mé hông này nè. Ồ. Oh. Đúng rồi, cho mọi người coi trong đây nè. Trong đây là chỗ quầy bán vé ra ga xe lửa nè mọi người. Đúng rồi. Ga tàu á. Nó có đủ loại vé luôn nè, thấy không? Này để tàu chạy vào buổi tối. Nó có bán quà lưu niệm. Đây có giờ rồi. Giờ London nữa nè mọi người. Đó, giờ đủ thứ rồi. Anh đây đẹp quá ha, quá trời đẹp luôn đó mọi người. Đây để đi ra trước quay cái cảnh này bên cho mọi người. À, cảnh bên ngoài nè. Cảnh bên ngoài khách du lịch rất là nhiều luôn đó. Ta đi tham quan nè đó. Giờ mình đang đi ra bên ngoài quay cho mọi người cùng xem đó. Đó, khung viên cảnh Đà Lạt nha. Đó, có xe đoàn du lịch đi quá trời luôn rồi đó. Đó, khung viên này ra nè, đó. Thấy chưa? Để nhà ga đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Đó, trước sân có nguyên vườn hoa luôn, thấy không? Rất là đẹp. Đây là phòng gọi và nhận hàng. Nhận hàng, cái này là phòng khách. Phòng khách là mình đi vô tham quan. Thank you.
đây là bán ngoài luôn, bán pha cà phê mỗi gì là cà phê đó, cà phê Đà Lạt. Ồ, có tất cả các loại cà phê. Này người ta xây cà phê. Wow, này là cà phê hạt trường. Giờ đang đợi cà phê ra uống mọi người ơi. Ủa cây này cây cà phê á Tăng. Ồ cây cà phê. Cây cà phê nè. À, nó dễ anh Thảo không giống? Giống chùm gâu. Nhóc ngồi dễ chăm. Yeah.